Trường Xuân anh em ơi, có anh ngồi đạp điều, ngồi đây âm suy tư, nhớ em nhiều thật nhiều. Giờ là trai xa cơ, phải đi bắn mai thuy, bị chung bắn đưa vô Chí Hòa. Bụng 15BC, chân sau đường Đại Bàng, vừa đi vô tới cửa phòng thấy đại ca đi ra. Nào là lân lông quy, nào là cá với răng, kỳ lân đâu, Đại Bàng mày là đà. Nhờ anh em năm xưa mới không bị chào phong, giờ vô đây biết khi nào cầm lĩnh tha đi ra. Là một đêm trăng tanh và một ngày nắng ấm, kỳ lúc đó anh sẽ quay trở về. Về tới cái đất Tân Bình kiếm em chẳng gặp, tại sao em đi theo chồng bỏ anh một mình. Nhìn em trên chiếc SH và hàng ôm em đó là thằng bạn của anh.